Xin chào các bạn, mình là Chi Dứa, admin của OB Việt Nam. Và từ ngày hôm nay, Chi sẽ đồng hành cùng các bạn trong một chuyên mục hoàn toàn mới, đó là Tâm sự OB. Gần đây thì những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Và Chi cũng từng đi trao đổi ở bên Ý, nên là Chi có rất nhiều những câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với các bạn. Mình sẽ lên sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên fanpage cũng như YouTube của OB Việt Nam. Vì vậy các bạn nhớ subscribe Chi nha. Chi sẽ để link ở bên dưới để mọi người cùng truy cập. Và chủ đề đầu tiên chúng mình cùng tìm hiểu với nhau ngày hôm nay đó là cách để vượt qua jet lag. Hãy thử đón chờ xem Chi có những cách nào để vượt qua jet lag nhé. Vậy thì jet lag là gì nhỉ? Nói một cách đơn giản thì jet lag, hay tiếng Việt chúng mình thường gọi là lệch múi giờ, là điều rất hay xảy ra khi di chuyển đến một đất nước khác. Kiểu như khi chúng ta ăn trưa thì ở châu Âu họ vừa thức dậy, và khi họ ăn tối thì chúng ta đang mơ rồi. Sự thay đổi rồi đột ngột này sẽ làm cơ thể chưa kịp thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như tinh thần của chúng ta. Chắc hẳn là chúng mình đều trải qua tình trạng jet lag này rồi đúng không? Với Chi thì Chi có 4 cách vô cùng đơn giản để vượt qua jet lag. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu những cách đó của Chi nhé. Cách đầu tiên mà Chi áp dụng đó là tự chỉnh đồng hồ sinh học của mình vài tuần trước khi bay. Ví dụ như là Chi bay đến châu Âu cách Việt Nam khoảng độ 5 tiếng thì Chi sẽ ăn tối vào lúc 6 giờ như bình thường. Tuy nhiên vào khoảng 10 giờ thì mình sẽ ăn thêm một bữa nhẹ để trùng với giờ ăn ở bên Ý nhất. Cách thứ hai đó là chúng mình phải ăn uống thật hợp lý trước khi bay. Theo kinh nghiệm xương máu của Chi thì ăn tinh bột rất là đầy bụng. Bởi vậy mà chúng mình nên ăn những đồ ăn nhẹ, ví dụ như salad hay là hoa quả để chúng mình tạo cảm giác no và lại dễ tiêu nữa. Cách thứ ba là chúng mình cần phải uống đủ nước trong suốt chuyến bay. Các bạn nên mang theo một bình nước cá nhân và nhờ tiếp viên đổ đầy bình đó cho mình để vừa có lượng nước uống đủ này mà lại còn hạn chế dùng cốc nhựa nữa. Đặc biệt nếu bạn có nghiện trà hay cà phê thì cũng không nên sử dụng hai đồ uống này trong suốt chuyến bay đường dài hoặc là transit qua nhiều điểm nhé. Cách cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là luôn chọn cho mình một vị trí ngồi thật thoải mái trong suốt chuyến bay nhé. Ví dụ như là mình có thể chọn những hàng ghế ở giữa này, hoặc là gần cửa sổ này để tránh bị say, bị mệt. Hoặc nếu chuyến bay mà trên 4 tiếng thì thi thoảng Chi sẽ đứng dậy đi lại, vận động một chút để không bị trượt rút khi hạ cánh. Đó là 4 cách mà Chi áp dụng để vượt qua jet lag. Nếu bạn có những cách khác thì đừng ngại comment cho Chi biết nhé. Nếu bạn thích video này thì hãy like, share, subscribe channel của OB Việt Nam để gặp lại Chi vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.